niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa cả giàn đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta, thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua